Xin chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô xin mời các em đứng lên, thả lỏng người, hát và vận động theo nhạc bài hát Những bông hoa những bài ca nhé. Thực hiện theo chương trình, hôm nay chúng ta sẽ học tiết 11, tập đồng nhạc số 3, nghe nhạc. Nào, cô trò chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất, tập đồng nhạc số 3, tôi hát son lá son. Xin mời các em quan sát bài tập đồng nhạc số 3, son lá son. Hôm nay, cô sẽ giúp các em nhận biết ký hiệu hai hình nốt móc đơn có đuôi liền nhau. Và đây chính là ký hiệu hai hình nốt móc đơn có đuôi liền nhau đó các em ạ. Hai hình nốt móc đơn có đuôi liền nhau có giá trị tương ứng bằng hai hình nốt móc đơn rời nhau. Các em hãy quan sát bài tập đọc nhạc số 3 và trả lời một số câu hỏi sau. Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp gì? Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Bài tập đọc nhạc được viết ở nhịp 24. Câu hỏi thứ hai. Trong bài tập đọc nhạc có những nốt nhạc gì? Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Trong bài tập đọc nhạc có nốt đồ, nốt rê, nốt mi, nốt son và nốt la. Câu hỏi cuối cùng, trong bài tập đọc nhạc có những hình nốt gì? Xin chúc mừng bạn nào đã có câu trả lời chính xác. Trong bài tập đọc nhạc có hình nốt móc đơn, hình nốt đen và hình nốt trắng. Và bây giờ xin mời các em luyện cao độ. Hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Các em hãy lắng nghe lần thứ hai. Cao độ 1 2. Các em mới thể hiện thêm một lần nữa nào. 1 2. Xin mời các em luyện tập tiết tấu. Các em hãy quan sát âm hình tiết tấu 1. Chú ý với hình nốt trắng, phách 1 vỗ hai tay, phách 2 mở hai tay. Xin mời các em lắng nghe cô thể hiện. Đen, đen, trắng, đơn, đơn.
Hãy lắng nghe lần thứ hai nào. Đen, đen, trắng. Đơn, 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 trắng. Xin mời các em luyện tập tiết tấu cùng cô nhé. 1, 2. Các em hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. 1, 2. Xin mời các em quan sát âm hình tiết tấu 2. Chú ý, với hình nốt móc đơn, chúng ta đọc và vỗ tay nhanh hơn. Xin mời các em lắng nghe cô thể hiện. Đen, đơn, đơn, đen, 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 trắng. Đen, đen, trắng. Các em hãy lắng nghe lần thứ hai nào. Đen, đơn, đơn, đen, 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 trắng. Đen, đen, trắng. Xin mời các em luyện tập tiết tấu cùng với cô nhé. 1, 2. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. 1, 2. Xin mời các em quan sát bài tập độc nhạc số 3. Bài tập độc nhạc số 3 Tôi hát son lá son gồm có 2 câu nhạc. Sau đây, xin mời các em lắng nghe cô đọc tên các nốt nhạc trong câu nhạc thứ nhất nhé. Son, son, son. Son la, son la, son. Các em hãy lắng nghe lần thứ 2. Son, son, son. Son la son la son. Xin mời các em đọc tên nốt nhạc. 1, 2. Son son son. Son la son la son. Hãy đọc thêm một lần nữa nào. 1, 2. Son son son. Son la son la son. Xin mời các em quan sát câu nhạc thứ hai, hãy lắng nghe cô đọc mẫu tên nốt nhạc. Đô, đô, rê, mi, đô, rê, mi, đô. Son, son, đô. Các em hãy lắng nghe lần thứ hai nào. Đô, đô, rê, mi, đô, rê, mi, đô. Son, son, đô. Xin mời các em cùng đọc với cô nhé. 1, 2. Đô, đô, rê, mi, đô, rê, mi, đô. Son, son, đô. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nào. Đô, đô, rê, mi, đô, rê, mi, đô. Son, son, đô. Và bây giờ, xin mời các em hãy lắng nghe giai điệu câu nhạc thứ nhất. Đọc câu nhạc thứ nhất, các em chú ý lên cao giọng nốt la và ngân đủ phách cuối câu hát. 1, 2. Các em hãy đọc lần thứ hai nào. 1, 2. Hãy thể hiện thêm một lần nữa nhé. 1, 2. Xin mời các em lắng nghe câu nhạc thứ hai. Chú ý tiết tấu nốt móc đơn, lên cao giọng nốt son và ngân đủ phách cuối câu nhạc nhé.
giờ, xin mời các em sẽ lắng nghe cô nối toàn bộ bài tập đồng nhạc. Cô xin mời các em hãy đọc toàn bộ cả bài nào. 1, 2. Sau đây, các em hãy thể hiện bài tập đọc nhạc. Lần thứ nhất đọc nốt nhạc, lần thứ hai hát lời ca nhé. Xin mời các em thể hiện theo nhạc nào. Rõ gõ đệm phách mạnh và phách nhẹ. Xin mời các em lắng nghe cô thể hiện mẫu. Và bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với nội dung nghe nhạc nhé. Sau đây là giai điệu bài Trống Cơm, dân ca quan họ Bắc Ninh. Xin mời các em cùng lắng nghe.
Các em vừa được nghe giai điệu trống cơm, dân ca quan họ Bắc Ninh. Vậy theo các em, đó là một giai điệu như thế nào? Các em ạ, giai điệu trống cơm dân ca quan họ Bắc Ninh là một giai điệu hay, với tính chất hơi nhanh, vui. Giai điệu bài trống cơm được các bạn nhỏ rất yêu thích. Khi hát, các bạn thường kết hợp sử dụng với một nhạc cụ, đó là trống cơm. Sau đây, cô xin mời các em hãy lắng nghe lại bài trống cơm một lần nữa. Các em mới thể hiện tình cảm của mình khi nghe nhạc nhé. Vậy là các em đã hoàn thành bài học ngày hôm nay rồi đó. Cô xin hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Qua tiết học này, cô hy vọng các em sẽ tập đọc nhạc đúng hơn, thêm yêu các làn điệu dân ca. Ở nhà, các em mới tiếp tục tập đọc nhạc kết hợp có đệm, tiếp tục tìm hiểu các làn điệu dân ca qua kênh YouTube nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.